Sáng nay, đoàn tòa giám mục phéo phận Đà Nẵng do giám mục Đặng Đức Ngân làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết thành ủy Đà Nẵng nhân dịp xuân nhâm dần 2022. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Quảng tiếp đoàn. Tại buổi gặp mặt, giám mục Đặng Đức Ngân bày tỏ phấn khởi trước những kết quả Đà Nẵng đạt được trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo chăm lo đời sống nhân dân. Giám mục Đặng Đức Ngân trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố đã luôn quan tâm giúp đỡ để đồng bào công giáo được đóng góp công sức trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Thay mặt đoàn, giám mục Đặng Đức Ngân gửi lời chúc mừng xuân mới nhâm dần 2022 đến các vị lãnh đạo và nhân dân thành phố, đón một cái Tết hạnh phúc an lành. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ cảm ơn giám mục Đặng Đức Ngân và các linh mục đã tới thăm và chúc Tết thành phố. Bí thư Thành ủy ghi nhận những đóng góp của tòa giám mục giáo phận Đà Nẵng cũng như toàn thể đồng bào công giáo vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thành phố ngày càng văn minh giàu đẹp. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tin tưởng đồng bào công giáo thành phố trong năm mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.